Kính thưa quý vị, huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin sẽ gây bất ngờ cho đội khách Nhật Bản chỉ có một ngày ráp đội hình trên sân Mỹ Đình quen thuộc của Việt Nam với khao khát lấy điểm số đầu tiên sau 4 trận toàn thua. Đội tuyển Nhật Bản gánh nặng áp lực phải thắng chủ nhà Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á nếu huấn luyện viên Moriyasu Hajime không muốn mất ghế. Sau 4 trận, ứng cử viên nặng ký Nhật Bản mới có 2 trận thắng, 2 trận thua đã rơi xuống hạng tư ở bảng B, khiến cho cơ hội tới Qatar năm 2022 của họ như chỉ mành treo chuông. Huấn luyện viên Moriyasu Hajime không còn đường lùi, không chỉ ở cuộc đụng độ với đồng nghiệp Park Hang-seo mà còn ở sân khách Omen 5 ngày sau đó. Cho nên 90 phút trên sân Mỹ Đình đêm 11 tháng 11 có tính quyết định rất lớn đến trạng thái tâm lý của cầu thủ trong chiến dịch lần thứ 7 đá vòng chung kết World Cup 2022. Dĩ nhiên, thầy trò huấn luyện viên Moriyasu Hajime vẫn nằm thế kẹo trên Quế Ngọc Hải và đồng đội. Với vị trí 28 trên bảng xếp hạng FIFA so với 98 của đội tuyển Việt Nam, đội hình đắt giá của Nhật Bản có đầy đủ 11 tuyển thủ đang đá giải lớn châu Âu, với những cái tên nổi bật như Minamino, Liverpool, Tomiyasu, Arsenal, đội trưởng Yoshida, Sampdoria, Ritsu Duan, BSV, Eindhoven, Kamada, Frankfurt, Haraguchi, Union Berlin. Itakura, Soccer 04. Phần còn lại chơi ở các câu lạc bộ đại gia G-League như các hậu vệ Taniguchi, Yamane và Hatate của nhà vô địch Kawasaki Frontale. Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ ông Moriyasu đã giữ lại 15 cầu thủ giỏi từng đã thắng đội tuyển Việt Nam 1-0 tại tứ kết ASEAN Cup 2 năm trước và đây là thành phần mà thầy Hàng cho là mạnh nhất so với 4 đối thủ đã gặp. Bên kia chiến thuyến, các cầu thủ Việt Nam chỉ đá V-League có trình độ thấp hơn rất nhiều G-League Rải rác có công phượng Tuấn Anh từng đầu quân cho các đội bóng hạng 2 hoặc bậc trung Zilic và Hỏa Hoàng mới được ra sân từ ghế dự bị. Trên lệch đẳng cấp là thế nhưng ông Park luôn vững tin các học trò sẽ làm nên chuyện trước các chiến binh Samurai xanh. Hai lần dưới tay ông Park, đội tuyển Olympic Việt Nam từng thắng Olympic Nhật Bản của đồng nghiệp Moriyasu Hajime 1-0 ở vòng bảng ASEAN 2018 và thua bàn duy nhất trên chấm phạt đền tứ kết ASEAN Cup 2019. Lần tái đấu này, đội tuyển Nhật Bản gặp nhiều thua thiệt hơn, không chỉ đá sân khách Mỹ Đình mà còn rất mệt mỏi sau chuyến bay dài và duy nhất có một buổi tập đêm ngày 10 tháng 11 có đầy đủ quân số. Tiền vệ Minamino than thở, anh bay hai chặng từ Liverpool, Anh tới nơi tập trung Hà Lan mất 6 tiếng. Ngồi trên máy bay cùng 10 đồng đội khác ở các địa điểm châu Âu bị kẹt tại Nga, nên mất thêm 24 tiếng nữa mới tới Hà Nội. Còn ông Moriyasu Hajime nói cứng sẽ cho 11 tuyển thủ nồng cốt đá giải châu Âu ra sân, nhưng vẫn dè dặt chờ họ thể hiện ra sao ở buổi tập duy nhất mới có quyết định cuối cùng. Sự mệt nhoài của các tuyển thủ Nhật chưa kể cần thời gian thích nghi với thời tiết là mỗi giờ. Trái ngược với chủ nhà có đến cả tháng rèn luyện và nhàn nhã phục sẵn ở sân nhà Mỹ Đình. Đội khách tự bơm tinh thần cho mình với tuyên bố quyết thắng như thường thấy ở các trận đấu trước là bình thường. Duy có điều, họ không tránh khỏi sự mệt mỏi giống các trận khởi đầu ở mỗi tháng toàn thua. Đầu tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Moriyasu Hachime có mấy ngày gom quân, đã thua ông mình 0-1 rồi mới thắng Trung Quốc 1-0. Đầu tháng 10, họ thua Saudi Arabia 0-1 và qua mặt Úc 2-1. Đầu tháng 11, đội tuyển Nhật Bản tiếp tục gặp khó trận đầu tiên với chủ nhà Việt Nam và 5 ngày sau làm khách ông mình. Bạn có video hấp dẫn? bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo hãy gửi về phlo a vòng pháp luật tb vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn